cầm đôi giày này lên có 5 giây thôi mà mọi người comment hỏi quá trời luôn. Đây là đôi giày Convert mà cũng là đôi giày mà mình thích nhất. Mình đi Hàn Quốc 5 ngày, mang cũng 5-6 bộ đồ nhưng mà mình chỉ mang có mỗi một đôi giày này thôi. Đôi giày này á, thì nó rất là dễ phối đồ, rất là dễ mang, mà nó còn rất là êm chân nữa. Nên là thường đi nước ngoài hay là đi du lịch mà phải đi bộ nhiều á, thì Vinh sẽ ưu tiên chọn những cái đôi giày êm chân như vậy. Và cái đế của nó sẽ hắt cái chiều cao của mình lên chắc phải được 4-5cm luôn á. Mình rất là thích cái đường gấp sóng ở đây làm cho đôi giày nhìn nó lạ mắt hơn á. Và cái kiểu phối màu như vậy nè, ban đầu mình tưởng là cái màu nâu này nó sẽ rất là khó mặc đồ nha. Nhưng mà tới khi mà mình mặc đồ lên á thì mình thấy là nó cũng ok chứ nó không có đến nổi. Và cũng rất là dễ mặc đồ luôn. Cho mọi người xem thử hình mình đi Hàn Quốc 5-6 ngày mình mặc 5-6 bộ đồ nha. Đây là bộ đầu tiên mình mặc ra sân bay nè. Bộ thứ hai này thì Vinh thấy là nó không hợp lắm nhưng mà cũng không đến nổi ha. Đây là bộ thứ ba Vinh quay trong tàu điện ngầm nè. Bộ thứ tư này là mới vừa đi shopping xong đó. Bộ thứ năm thì tự nhiên quay sau lưng không để chèn thêm tấm hình nha. Trời ơi, cái quần dài với giày đôi giày tôi đâu. Đây là bộ cuối kết thúc chuyến đi Hàn Quốc của tôi nha. Như bạn nào thích đôi giày này thì có thể bấm vào cái ô màu vàng ở dưới đây để mua nha.